À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với nội dung hôm nay, đó là quá tải hàm equal và hashcode trong Java. Mọi người có thể hơi ngạc nhiên thì tại sao chúng mình lại làm việc này? Nó hơi thừa không? Vì ai cũng biết làm. Vâng, ai cũng biết giáo trình nào cũng ghi cả. Nhưng mà mình đọc rất nhiều giáo trình, rất nhiều sách. Mỗi giáo trình lại ghi một cách làm riêng, nó hơi khác khác. Mình nghĩ là tại sao lại khác như vậy? Chẳng lẽ không có cách nào hoàn hảo cho việc này sao? Thì sau khi đọc rất nhiều sách, tìm hiểu rất nhiều thì mình đã đi đến một cái nội dung làm như sau. Xin mọi người chú ý, biết đâu mọi người cần. Vì trong khi lập trình ra cần rất nhiều hàm so sánh equal, ta phải sắp xếp hoặc là tìm kiếm gì đó. Đây, nội dung này có hai phần. Một là quá tải công thức equal. Và thứ hai là quá cải cái phương thức hashcode thế nào cho hợp lý, vì nó là hợp lý chứ không phải duy nhất, vì tùy từng người chúng ta lại có cách quá tải khác nhau, rất khác nhau, hoặc tùy dự án, nên nó là hợp lý cho hợp chung thôi với mình, đúng không? Bắt đầu bây giờ ta sẽ nói về quá tải phương thức y của phương thức y của thì chúng ta có đôi bốn sáu bước. Sáu bước. Bước 1 là so sánh địa chỉ vùng nhớ. Bước 2 kiểm tra nó phải null không. Bước 3 là kiểm tra kiểu dữ liệu có cùng kiểu không. Hoặc là bước 4 là ép kiểu dữ liệu thành cái kiểu hiện tại của lớp ta gọi. Bước 5 là so sánh từng trường của lớp 1. Và bước 6 là bước đi kèm nếu có. Tức là nếu mà chúng ta cần cái thằng xin lỗi bạn nếu mà chúng ta cần cái đó thì chúng ta cần nó có cái lớp cha trước đó rồi thì chúng ta chỉ cần quá tải hàm super y của nó là xong, sau đó quá tải ra tính ra chạy chạy thêm cái mức riêng của nó. Có 6 bước như vậy. Mình mẫu nhé. À, mẫu mọi người xem nào, bây giờ mình tạo một cái hàm mới, một cái logic mới, new logic, mình nét bin cho tiện, nhiều khi mà mình khác đây khó rồi. Cũng tùy mọi người, có người sẽ dùng Eclipse, có người dùng cái Visual Code, nhưng mình dùng NetBeans nó gọn nhẹ, nó dễ nhảy code và nó hơi cũ tí nhưng hơi tiện mình. Thì không thằng nào nhảy code nhanh bằng NetBeans đâu. Bây giờ mình tạo một lớp nha. Một cái lớp mà class employee. Employee. Rồi cái lớp này thì mình sẽ khai báo khoảng độ vài cái attribute tới một cái thị trường liệu private. String name private integer array. Rồi mình sẽ tạo một cái cấu tử ở đây. Ô sao treo đây? Cái này nhiều khi nó chạy trên cái ổ cứng cũ của mình hay treo. Rồi xong. Rồi nha, mình có cái lớp như này. Ở đây mình sẽ gọi một cái tạo ra hai cái thằng để full dễ nhìn view full screen nhỉ. Đấy rồi. Rồi xong. Thấy nhá. Employee E1. Như mình sẽ hàng này, employee là tên đi. Tên là Pete. Và tuổi nó là 10 tuổi. Còn một đứa nữa. Rồi, không, cho 20 đi. Kiểu bóc lột trẻ em thành ra 22. Con này là kết đi. Vậy thì ta muốn so sánh thế nào? If phải if nha. If E1 y của E2 E2 thì ta xem gì? E2 thế đây. In ra. Không đúng kể đây.
in ra chúng nó bằng nhau. À, không, chúng ta nói không bằng nhau. Chúng không bằng nhau. Để thử nhé. Run. Rồi. Chúng không bằng nhau. Vậy thì lúc này cái equal ở đâu ra? Nó chính là ở đây. Khi mọi người để này, tức nó đang extend cái lớp object. Và lớp object thì có một cái gọi là hàm so sánh của nó, equal. Equal nó, equal gì? Tức nó sẽ so sánh địa chỉ của hai cái này, địa chỉ của thằng E1 và thằng E2. Nếu địa chỉ không giống nhau, nó trả về là false, là không đúng. Đơn giản vậy thôi. Thì đây, nếu chúng ta mình gặp cái khác là như thằng này là copy đây. À, bây giờ mình so sánh nhá. Nếu thằng E1 E so sánh với E1 sao? Thì xin nào. Thấy không? So sánh chính nó thì được, vì sao? Vì nó cùng cái địa chỉ. Thế giờ mình tặng E3. Nhá. Thằng E3 hoàn toàn khác thằng E1, nhưng nó trỏ đến cùng vùng nhớ thằng E1. Đấy, đo so xem nó có được nhé. Đó. Vậy là gì? Tức là thằng object này. Hay nhá, có không có quan trọng nhé. Thì đấy, có quan trọng thì thằng equal của thằng object nó chỉ so sánh địa chỉ vùng nhớ thôi. Thế nếu bây giờ ta để thằng này là null, tức là không làm gì thì nó có bằng nhau không? Không bằng nhau. Đó chính là điều ta cần nói. Nào, bây giờ ta hãy lập trình riêng một cái lớp cho cái thằng này, à, một cái phương thức nhé. Equal. Vì nhiều khi thì chúng ta cần so sánh là không chỉ so sánh vùng địa chỉ của cái biến này, mà cần so sánh nội dung của nó. Như đây có hàng Peter ạ. Hai 20 Peter. Java nhìn vào thì hai thằng này, thằng E1 và thằng E2 hoàn toàn khác nhau, đều trỏ đến hai vùng nhớ khác nhau trong máy tính. Nhưng mà chúng ta lại ngược lại quan tâm đến rằng là do nó có dùng tên cùng tuổi nên nó sẽ là giống nhau. Đâu, hiện tại nó đang là không giống nhau. Vậy làm nào nó giống nhau? Ta cần quá tải cái này. Quá tải gì? Tức là làm lại cái phương thức đó với một cách nhìn mới. Đầu tiên, mình sẽ phải kiểm tra trước. Bước 1. So sánh địa chỉ vùng nhớ. Nếu mà cái này cùng địa chỉ vùng nhớ thì chả chính là nó. À. Tiếp theo, nếu thằng này là null, kiểm tra null. Nếu là null nó khác không? Vẫn là thế thôi, chỉ vùng nhớ. Nó không trỏ đâu cả thì nó không bằng nhau. Thì cái thằng hiện tại mình đang gọi đây, thằng E1 mình gọi này. Rõ ràng nó phải có địa chỉ rồi. Thì mình đã gọi được hàm cái phức của nó. Còn cái thằng E2 truyền vào ở đây. Giả sử là null, tức là nó chẳng trỏ vùng nhớ nào cả. Thì hai thằng không được bằng nhau.
Tiếp theo, đây, ép kiểu mà. Ép kiểu kiểm tra kiểu dữ liệu. Thế khác kiểm tra. Cách 1 đó là dùng class. If this get class bằng không bằng obj.get class. Cái này nghĩa là gì? Tức là hai thằng cái kiểu dữ liệu của thằng JIT này phải là kiểu employee, là kiểu của thằng đối tượng truyền vào, mình biết nó gì nhé, một kiểu chung này, thằng này phải là employee thì nó mới sử dụng được, còn nếu không thì nó không đồng ý. Nó cùng kiểu dữ liệu ta mới thể ép kiểu được. Nhưng mà đây, đây kiểu tức là employee e bằng employee của cái thằng obj đó, để ép kiểu như vậy. Nhưng ở số sách người ta hãy viết khác một tí, đó là dùng cái này instant if obj object instant of employee l đó, drag in này, dùng instance này. Vậy thì tại khác biệt gì dùng cái class này, thằng instance này? Có một lẽ đó là khi instance là cùng một loại, loại gì? Giả sử nếu ở đây chúng ta khai báo một cái lớp manager. Manager extend cái lớp mà employee này, và chúng ta sẽ quá tải equal đây. Chú thằng employee mai này có thằng chữ riêng là gì, là double bonus. Tức là có thần thưởng ạ. Vậy thì khi mà chúng ta quá tải cái thằng này, ta lười tải quan tâm mỗi tên và tuổi thôi, còn cái lương bổng của nó không quan tâm, thì ta sẽ gọi hàm shopper, tức là gọi hàm y của thằng employee. Khi đó nếu mà chúng ta dùng cái này, dùng cái thằng get class này, thì class này đang là employee, nó sẽ không cùng class với thằng manager ở dưới này, không được. Chúng ta buộc phải bỏ cái này đi và dùng cái instance of. Tức là thằng manager là một employee, một mở rộng của employee. Số bằng tí mình đang bận chút. Do đó chúng ta có thể sử dụng được. Thế nhá, đó, nói cho dùm rồi. Tất nhiên, nếu một cái lớp employee này mà chúng ta không có định mở rộng nó ra nữa thì cứ dùng thằng này hết. Cái class thứ nhất, nhưng nếu có định mở rộng thì nên dùng thằng instant. Nếu chúng ta định gọi kiểu như shopper này, nên dùng. Đó, tùy điều kiện và thiết kế lớp này nào. Được không ạ? Tiếp theo. Chúng ta gọi tiếp hàng khác, đó là sau khi ta đã có cái này rồi đúng không? Thì ta sẽ ép kiểu thành kiểu employee. Và cuối cùng, chúng ta so sánh từng trường trong lớp. So trường gì? Trường name với trường S đúng không ạ? Đấy, đánh sao? Return. Return name equal e chấm
Nêm và bà và hết. Đấy, bây giờ đấy. Thế là xong. Tuy nhiên, lưu ký là cái thằng nêm này nó có thể nun. Có thể nun nhá. Thế ta kiểm tra khác. Thêm cái này ở đây. Nếu mà nêm bằng bằng nun và y chấm nêm khác nun thì info. Mọi người nhớ ở trong Java hoặc những ngôn ngữ mà hơi cũ cũ một tí thì nó không có cái phần bảo vệ chống nun này, mọi người tự làm bằng tay. Thiếu một tí lên Kotlin hay là Swift thì nó sẽ ngon lành hơn, mọi người không lo nữa. Tất nhiên những nói buổi khác khi mình làm một video khác, một chuỗi video khác về Swift hoặc là Kotlin. Mày nói Java thôi. Java luôn luôn chỉ biết nun. Dính nun là chết. Đang chạy sập đấy. Tất nhiên nếu bạn dùng một mình không sao, nhưng bạn viết thư viện cho nhiều khách dùng hoặc bạn sử dụng thư viện đó cách sau đó khoảng 5 năm 10 năm dùng lại thư viện đó thì cái giá của sự bất cẩn hôm nay vô cùng khủng khiếp. Bạn phải đào tất cả thứ để đọc lại. Màn rỡ mà. Mình không bao giờ muốn đọc lại code của mình ngày xưa viết hồi đấy 10 năm. Bây giờ nhìn lại cực kỳ ngu dốt, đầy lỗ hổng. Nhưng mà đấy, là hôm nay nghĩ ngày mai. Nghĩa là trồng cây 10 năm, nhưng mà trồng cốt cũng 10 năm. Cốt bạn biết trước đầu không ai gì, sao dùng khổ lắm. Đời không bằng cái lạc, à bằng cái nhịp, xin lỗi nhập. Thế đấy, đó là vấn đề khi hàm y của. Mình sẽ quay lại với hàm Haskell rồi bài sau. Hiện tại mình đang bận một chút. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng chúng ta gặp nhau buổi tới nói thêm về Haskell, vì sao cần làm cái gì. Mình sẽ chiếu lại từ đầu đến cuối bản code của mình. Đầu tiên là employee. Sau đó quá tải cái hàm equal. Equal thì có so sánh những chỉ bộ nhớ, kiểm tra nun, kiểm tra kiểu dữ liệu có hai cách. Get class và instance. Và tiếp theo đó là ép kiểu dữ liệu, so sánh từng trường trong lớp. Trước khi so sánh phải kiểm tra nó nun không. Nun thì mình tính. Nó đơn giản vậy thôi. Nghĩa chiếu lại cái nội dung trên slide. Slide show. Current slide. Ok. Có 6 bước. 1. Đó. Rồi, mọi người rõ chưa ạ? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại buổi sau. Nếu mọi người có đóng góp ý kiến hoặc có phản hồi gì cứ viết phía dưới. Mình sẽ trả lời tất cả. Cảm ơn mọi người.